Ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Đức Phổ tiếp tục tiến hành khám nghiệm tử thi hiện trường, điều tra tung tích và nguyên nhân chết của một xác phụ nữ. Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3 tháng 9, một số người dân đi cắt lúa trên ruộng phát hiện một xác chết nổi trên sông Ba Liên thuộc thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ. Nạn nhân là nữ mặc quần thun hoa đen trắng, áo nâu đỏ, chưa xác định danh tính. Nổi trên mặt nước với tư thế nằm sấp, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết trước đó khoảng 7 ngày. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.